Xin chào, đây là khóa học miễn phí tại nền tảng học đồ họa online lớn nhất Việt Nam, Digital Academy. Chúng tôi có rất nhiều khóa học, từ miễn phí, trả phí, từ cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể truy cập website digital.academy để tìm khóa học mà bạn yêu thích. Chào các bạn, thì với video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng hình môi ở góc 1/2. Thì cũng như những bài trước ha, thì mình sẽ bắt đầu với một cái nét ngang để mình biết được các độ nghiêng như thế nào. Với cái khối môi ở góc 1/2 thì các bạn thấy đúng không? Nó như một cái hình tam giác vậy đó, và nó sẽ dễ nhìn các góc nghiêng hơn. Thì mình cũng bắt đầu với một cái đường thẳng ngang trước, để mình biết được là cái khối môi mình nó nghiêng xuống bao nhiêu. Và các bạn thấy nó có một cái độ nghiêng nhẹ nhẹ xuống thôi. Đó, chính những cái độ nghiêng nhẹ nhẹ đó, nếu mà mình không có nét ngang á, mình sẽ rất là khó để cảm nhận được nó nghiêng nhiều hay là nghiêng ít. Rồi, bây giờ mình sẽ dựa trên nét ngang đó mình biết được là cái độ nghiêng này nó nghiêng bao nhiêu này. Nó nghiêng chút xíu à. Rồi mình có cái dấu mốc ở ngay chỗ cái phần khóe môi của mình. Rồi tiếp theo là mình vác cái độ nghiêng của cái phần đầu môi của mình. Rồi mình phát lên một cái hình tam giác này. Đó, cái phần môi trên của mình. Một cái hình thù đơn giản thôi các bạn, một cái hình tam giác thôi. Chút nữa mình sẽ thêm những đường gấp khúc sau ha. Đó, các bạn thấy cái hình mà mình đang vẽ là một cái đường rất là dài, rất là lớn về những cái hướng lớn của cái phần môi mình ha. Nó nghiêng bao nhiêu. Rồi mình phát nghiêng lên một cái góc độ bao nhiêu đó. Còn cái độ nghiêng dưới cũng vậy ha. Rồi sau đó là mình cùng phát cái phần kỹ hơn này. Rồi cái độ nghiêng của phần môi dưới này, nó có một cái cạnh hơi ngang ngang chút. Rồi mình vắt xiên vào. Rồi mình xem kỹ xíu nè. Bây giờ mình phát những chi tiết hơn, mình xóa mờ đi chút. Các bạn thấy đó, lúc nào mình cũng bắt đầu từ những nét đơn giản thôi. Rồi từ khóe môi cong tròn lên, rồi lại gấp xuống ở ngay cái phần đầu môi của mình nè. Mình gấp xuống chút xíu. Các bạn thấy các cái độ nghiêng đó, nó cũng nghiêng gấp xuống chút xíu thôi. Dựa trên một cái đường thẳng dài hồi nãy mình vẽ, thì khi đó mình sẽ biết các cái độ gấp xuống nó gấp bao nhiêu là vừa ha. Nó gấp một chút xíu thôi à. Đó, mọi người để ý cái đó chút. Các độ gấp cong của nó đó, cái phần môi nó vểnh lên chút xíu, cái phần khóe môi á. Rồi bắt đầu mình vác xuống những cái đường cong. Cái môi này thì cái mẫu nó hơi hở chút xíu ha, cho nên mình cũng vẽ nó hở ra. Rồi mình điều chỉnh lại cái phần môi dưới của mình nè. Rồi phần môi dưới dày hơn môi trên, nó có một cái biên độ ha. Rồi phần nhân chung của mình. Rồi cái viền môi của mình nè. Đó, các bạn thấy là cái phần khối môi mình hồm hồm ra được cái phần tỷ lệ rồi ha. Bắt đầu mình chia các cái độ dày. Đó, các bạn thấy ở với môi dưới thì cái diện ngửa nó sẽ nhỏ hơn diện đứng của mình, đúng không? Mình nhắc đi nhắc lại rồi. Còn cái phần môi trên thì cái phần khóe môi nó gấp vào nó chỉ có một diện, nhưng mà bắt đầu nó tách ra thành hai diện ở cái phần đầu môi. Với cái phần phía trên thì nó lớn hơn biên độ, còn phần phía dưới thì nó nhỏ hơn. Đó, mình có được các cái tỷ lệ ha. Rồi mình vẽ thêm các cái phần, các cái vòm môi xung quanh này. Đó, cái phần lõm xuống. Rồi cái phần cằm của mình, cái phần cơ vòm môi. Đó, tròn cong ngay chỗ đó ha. Rồi đó, mình có được một cái khối môi nó vòm tròn lên. Rồi bây giờ mình tinh chỉnh lại chút xíu nữa thôi, chứ còn như là nó đã hoàn thiện rồi ha. Thì các bạn thấy là cái việc mà mình
hiểu cách vẽ từ đơn giản những cái nét thẳng hồi nãy á, đến khi mình phát những cái đường cong này nè, nó sẽ dễ hơn và nó nhanh luôn. Các bạn thấy thiệt ra là mình vẽ cũng chỉ mất tầm vài phút thôi ha. Rồi, thì hy vọng là các bạn sẽ vẽ được ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Chào các bạn. Thì với video hôm nay mình sẽ cùng chia mảng và lên sắc độ với góc 1/2. Rồi, mình bắt đầu ha. Thì mình xóa mấy cái này đi tí xíu nè. Rồi, mình chọn cái layer đó nào. Cái layer line rồi. Rồi, layer đó mình giảm opacity xuống. Để bắt đầu mình dựng hình ha. Rồi, chọn cái màu đậm đậm nè. Rồi, thì mình cũng bắt đầu với việc là tự khuấy môi ha. Một cái nét gấp xuống tí xíu này. Mình thấy cái môi của bên mẫu đúng không? Nó gấp xuống chút xíu. Cái phần khuấy môi của mình. Còn nhớ không các bạn? Cái khuấy môi mình nó gấp xuống rồi nó có chữ M rồi lại gấp xuống. Đó, cái phần hình môi mình đơn giản vậy ha. Rồi, tiếp tục nào. Mình vác lên cái phần diện bên hông của môi trên. Và cái độ gấp gấp xuống này của cái phần đầu môi trên của mình. Đó, mình vác những cái đường rất là cứng. Rồi nó có cái phần môi trên thì nó úp xuống là nghiêng rồi đúng không? Nhưng mà nó sẽ có cái phần gấp mạnh vô nữa. Là cái diện úp mạnh xuống nữa này. Rồi, mình vác lên ha. Để tìm được cái phần khối môi trên của mình. Rồi mình chia cái phần đầu môi trên của mình ra nè. Rồi đó, nó có một cái độ gấp, biên độ gấp xuống ha. Rồi, đó. Rồi, mình gấp vào. Gấp vào. Rồi, ngay chỗ đó ha. Rồi, mình điều chỉnh lại chút xíu nè. Rồi, mình cho nó có cái biên độ dày chút xíu. Mình không vẽ nó hở ra quá ha. Đó. Rồi, các bạn thấy cái biên độ ha, cái phần trên nó sẽ nhiều hơn phần dưới, cái phần độ gấp xuống. Rồi, tiếp tục mình vẽ cái phần môi dưới của mình. Thì các bạn còn nhớ không, cái diện ngửa thì nó sẽ ít hơn so với diện đứng của mình. Rồi, cái phần môi dưới mình nó không bắt vào cái phần khuấy môi trên của mình ha. Rồi, chia cái phần diện đứng này nè. Diện đứng lúc nào cũng lớn hơn nè. Rồi, mình sẽ vác vào. Rồi, phần diện đứng nè. Đó, các bạn nhìn hình dung ha. Rồi, mình chỉnh sửa lại chút xíu. Mình vác cho cái cạnh nó cứng hơn á. Rồi, bây giờ mình vác xuống cái phần cơ và môi phía dưới của mình. Nó xiên xuống, nó úp xuống nè. Rồi, đó. Rồi, phần nhân chung nữa. Cái phần chia mảng thì nó không quá khó ở góc 1/2 ha. Môi góc 1/2 cảm giác nó dễ, bởi vì nó giống như là mình vẽ nửa cái môi vậy đó. Ở góc chính diện vậy đó, không có gì khác biệt lắm. Rồi, bây giờ mình qua đến cái phần mình lên cái sắc độ cho nó ha. Thì vẫn là mình chọn một cái hướng ánh sáng thôi. Thì bây giờ mình chọn một cái góc ánh sáng chiếu từ bên bên trái sang ha. Thì và chết từ phía trên xuống. Vậy nên mình sẽ vẫn là cái môi trên nó sẽ là úp xuống tối này. Mình tô cái sắc độ tối trước. Các bạn luôn thấy mình ha. Lúc nào mình cũng tô một cái mảng lớn xuống hết. Lúc nào cũng là môi trên tối hơn so với môi dưới. Và ánh sáng chiếu từ trên xuống. Rồi, đó các bạn thấy ha. Mình cũng làm nhanh luôn. Là cái phần nửa phía dưới mình sẽ cho nó tối hơn. Rồi, cái diện úp xuống của cái phần cơ và môi này. Rồi, diện bên hông này nó sáng hơn tí xíu, bởi vì mình chọn ánh sáng chiếu từ bên bên trái sang mà ha. Thì bên trái nó sáng, xong bên kia thì bên phải thì nó tối hơn chút xíu. Rồi, tiếp tục nè. Cái phần môi dưới của mình, mình thêm các sắc độ vào. Rồi, mình biết cái sắc độ nhỏ đậm hơn chút xíu nè.
Rồi sắc độ bên này tối hơn, đúng không? Chứ từ bên trái sang mà. Rồi phía dưới này tối hơn, phía trên. Rồi viết cái màu tối xuống hơn chút xíu ha, cái phần phía dưới nó úp hơn. Mình giữ Antalat để mà pick được cái màu á, nếu mà đang dùng brush ha. Rồi mình cho cái vùng này nó cũng tối hơn chút xíu này. Đó mình quẹt nhẹ vào để mình coi cái sắc độ nó tối hơn bao nhiêu. Mình quẹt quẹt ngay chỗ cái phần cạnh á, ngay chỗ tiếp giáp của hai cái mảng với nhau á, để mình tăng sắc độ từ từ á. Rồi cái phần phía dưới thì tối mạnh nè, bên này cũng tối luôn. Cái phần này là diện úp xuống của cái phần khối môi của mình mà, khối cơ và môi. Rồi còn cái nhân chung ở góc này thì nó sẽ bị sẫm xuống này. Các bạn có thể nhìn mẫu ha. Mẫu thì nó sáng là bởi vì là cái độ nghiêng của nhân chung nó bị khuất á. Còn với cái góc này mình đang cố tình vẽ cái nhân chung cho các bạn dễ nhìn đó. Rồi một tí xíu của cái phần diện bên hông nữa. Rồi khối 1/2 không quá khó đúng không? Các sắc độ nó vẫn là, nhìn chung nó vẫn là cái phần môi trên thì úp xuống tối, môi dưới thì sáng, rồi lại ở phía dưới của cơ và môi thì lại tối ha. Còn việc các bạn đang nhìn mình làm chỉ là mình đang gia giảm các sắc độ để các bạn hình dung là mình phải tăng lên giảm xuống như thế nào cho nó hài hòa thôi. Chứ còn lại là về hình dung chung là nó đã xong rồi ha. Lâu lâu mình vẽ mình zoom ra xa chút xíu. Rồi bây giờ mình thử nói lại một số các cái nốt nè. Rồi ánh sáng chiếu từ bên này qua thì cái này là sáng nè, này là tối, nó có hai diện thôi ha. Cái này gấp xuống thì nó vẫn là sáng tối thôi, nhưng mà cả mặt nó đều tối hết, cái này cũng là sáng tối. Đó mình phải hình dung cái cơ bản đó trước, xong rồi cái diện lớn sau nha. Rồi bên kia thì nó khuất mất rồi, mình không thấy được, vẫn là sáng tối, sáng tối y như vậy, lúc nào cũng vậy ha. Chỉ là mình coi cái phần mặt lớn nó là sáng tối như thế nào thôi. Cái này là mình đang vẽ sáng tối chi tiết ở trong từng mảng so sánh với nhau á. Nó chỉ có hai sắc độ thôi ha. Rồi bạn hình dung đó, cái phần bên kia nó cũng sẽ là sáng tối cứ như vậy ha. Những cái vùng lớn đó các bạn hình dung về các cái mảng lớn chia sáng tối lớn. Rồi còn cái này là cái phần chia những cái chi tiết nhỏ này, chia những cái chữ sáng tối nhỏ nhỏ mà mình vẽ là chi tiết nhỏ hơn, còn những chữ sáng tối lớn á mà mình viết á là những đó là những vùng lớn ha, để các bạn hình dung cả một cái tổng thể lớn nó như thế nào. Rồi thì hy vọng là các bạn sẽ hiểu được cái cách lên sắc độ ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn những video sau nha, bye bye. Mừng đại lễ vẫn tương lai, cùng DG Academy giảm 50% cho toàn bộ lộ trình cùng nhiều ưu đãi khác cho khóa học. Nhắn tin với DG Academy để biết thêm chi tiết nhé.